SHOP.MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Nếu mà các bác mình quan tâm đến đầu giải mã chuyên nghiệp của Pioneer thì như hôm trước em có nói với cả nhà mình ha, hiện tại em đang có một con N50AE hàng dựng ha. Hàng này là hàng dựng lắp ráp từ các cái linh kiện ha, của bác khách gửi bán ha, giá 10 triệu rưỡi nè. Còn ở dưới này là một con hàng được lắp ráp trong nhà máy ha, xuất cho qua thị trường Nhật, sử dụng điện 100V. Con trên này điện 220 cả nhà. Con này có giá là 18 triệu cả nhà ha, có thùng xốp. Hoặc nếu mà cả nhà mình N50AE thì nó là bản nâng cấp của con 50A ha, thêm anten wifi. Còn nếu như cả nhà mình quan tâm đến N50A thì em có một con N50A ở đây ha, 14.500.000 đầu kèm khiển. Hoặc nếu mà các bác quan tâm đến N70A thì em cũng đang có một con N70A. Con này hoạt động hoàn hảo ha, chỉ có bị hơi xước một chút xíu thôi mà em giảm cho cả nhà mình tới 2 triệu ha. Con này đang có giá 20 triệu đầu kèm với lại dây nguồn và khiển cả nhà ha. Và nếu như bác nào mà không thích cái con mà nó bỏ 20 triệu nhưng mà muốn lấy cái con mà nó hoàn hảo thì em vẫn có ha. Em có một con thùng xốp. Đây là con Pioneer N70A thùng xốp cả nhà ha. Con này được sản xuất tại Việt Nam, xuất cho thị trường Nhật, sử dụng điện 100V. Trọng lượng của nó là 14,6kg với cái số seri là 1781 cả nhà ha, GP. Thì đây là thùng xốp của nó. Ở trong thùng thì mình có đó là một cái sợi dây nguồn cả nhà ha, dây nguồn chân vàng, có cả chống nhiễu luôn nè, ngon ha. Một sợi dây AV và catalo cùng với cái khiển zin cả nhà ha, cùng với khiển zin đó, khiển zin. Thì đây là con N70A có thùng xốp cả nhà. Và hôm nay thì em phá lệ ha, em cũng sẽ tháo nắp cái con N70A thùng xốp cho cả nhà mình xem luôn. Rồi, đây là cái nắp lưng phía trên của con N70A thùng xốp ha, có số seri là 1781 cả nhà ha. Và nội thất của nó thì chắc chắn rồi, nguyên bản nguyên zin, đầu full thùng xốp ha. Dạ. Hàng mà dựng ở tại Việt Nam thì những cái linh kiện trôi nổi này thì cả nhà mình nhìn thấy nó kinh lắm. Hôm trước em đã có quay clip cho cả nhà mình rồi. Còn những cái con này thì hàng lắp ráp chính hãng ha, qua kiểm tra chất lượng ha. Và nhập về thị trường Nhật, sản xuất cho người Nhật ha. Dạ. Lắp ráp chính hãng cả nhà ha. Rồi mình sẽ có các cái cổng kết nối của cái con N70A thùng xốp này ha. Thùng xốp thì là quá đẹp và quá mới. Đây là hai đường analog ra, đây là hai đường ba lăng ra cả nhà ha. N50A thì không có đường ba lăng, N70A mới có đường ba lăng cả nhà ha. Và giá của N70A thì nó chênh lệch rồi do so với N50A, nhưng mà không nhiều cả nhà ha. Ở đây mình có đường này là đường đồng trục vào, đường quang vào để giải mã nè. Ở đây mình có một cái cổng USB ở phía sau, có thể cắm được ổ cứng cũng được, cắm được USB cũng được. Ở đây mình có một cái cổng USB-B để kết nối với máy vi tính cả nhà ha. Đó, đây là các cái cổng kết nối của con N70A full thùng xốp, sản xuất tại Việt Nam, xuất cha sang cho thị trường Nhật, điện 100V, công suất tiêu thụ điện là 45W và số seri ở trên thân máy của nó là 1781 cả nhà ha. Full thùng trùng seri. Rồi, đó là ở các cái thông tin về cổng kết nối và nội thất ha. Máy đẹp như mới, ruột gan nguyên bản nguyên zin. Bây giờ mình sẽ đi test con này cả nhà ha. Dạ. Rồi, em đang giới thiệu đến cả nhà mình đầu giải mã Pioneer N70A con có thùng xốp ha. Và con này thì em nhập được với giá rất là tốt, cho nên em sẽ để cho cả nhà mình với giá rất là cũng tốt luôn ha. 22.500.000 đầu kèm với lại dây nguồn khiển zin, thùng xốp cả nhà ha. Kể cả một sợi dây quang nữa cho cả nhà mình. Thì Pioneer N70A cả nhà mình biết rồi ha. Dạ. Con này thì em giới thiệu rất là nhiều lần, có cổng USB phía trước, USB phía sau,
cổng USB-C kết nối với máy vi tính ha. Cổng đó thì mình cũng có thể cắm sợi dây OTG vào đó để phát từ điện thoại trực tiếp sang. Cắm dây mạng thì nó sẽ hỗ trợ kết nối AirPlay hoặc là kết nối không dây với Android thông qua app cả nhà ha. Vân vân, rất là nhiều cái chức năng. Sức âm thì ba lăng, sức âm AV ha. N70A là bản nâng cấp rất là mạnh mẽ, âm thanh rất là đáng để chơi, hỗ trợ pha nhạc DSD luôn cả nhà ha. Ngoài những cái pha nhạc lossless. Hôm trước thì em cũng có giới thiệu đến cả nhà mình cái con Tecnotree 505. Thì cái bác khách ngoài Hà Nội đã chốt con này. Tuy nhiên sau khi mà xem cái clip em hướng dẫn cái cách sử dụng cái cổng USB mà mình phải cài app qua điện thoại và điều khiển từ điện thoại ấy, thì bác ấy lại không rành lắm. Cho nên ấy bác đã quyết định đổi qua một con N70A khác rồi ha. Và con này như vậy là nó vẫn còn ở đây. Thì bác nào thích NT505 thì liên hệ với em. Con đó có giá là 21 triệu cả nhà ha, 21 triệu. Con NT505 trước mặt cả nhà mình á. Thì hôm nay em sẽ cùng cả nhà mình đi nghe hai cái con này từ cái cổng USB luôn. Đó, để coi chất âm của hai con này ha. Một cái con thì là 21 triệu có Bluetooth ha. Con NT505 thì em đã có clip hướng dẫn cả nhà mình kỹ càng rồi ha. Còn con Pioneer N70A thì không có Bluetooth. Cả hai con đều có thể đều dùng app để điều khiển cả nhà ha. Giờ mình sẽ nghe thử coi bằng cái cổng USB thì chất âm của hai con này nó sẽ khác nhau như thế nào. Con Tiết 505 em đang để ở chế độ là không chỉnh volume ha, tức là volume của nó ở dạng fix không chỉnh được. Vì cái con N70A thì cái âm lượng nó mình cũng không chỉnh được ha. Như thế thì nó dễ hơn. Còn nếu bác nào muốn set nó về chỉnh âm lượng thì có thể chỉnh lớn nhỏ được thì em sẽ set lại cho mình. Rồi bây giờ cả nhà mình sẽ cùng em đi nghe ha một cái bài hát và từ file trên USB và xem hai con này nó thể hiện như thế nào ạ. Em sẽ để cùng một cái mức volume ha, không có thay đổi volume và mình sẽ phát ở trên con N70A trước cả nhà ha, đọc file lossless từ USB ha cả nhà ha, mình sẽ phát trước. Giữ yên bờ cõi
chiến ấm tù. Tôi xin dâng người ca khúc tròn một niềm Pioneer N70A cả nhà ha. À, cả nhà mình vừa nghe Pioneer N70A phát. Bây giờ em sẽ chuyển qua con Technet 505 và một dùng cái app HR ha, để mà phát cái bài này. Rồi mình sẽ phát cái bài này trên con Technet 505 cả nhà nha. Nó cũng sử dụng USB, tuy nhiên là điều khiển thông qua app ha. Rồi phát đây. Thank you.
mình vừa nghe Tech NT505 ha, vẫn rất đặc trưng, vẫn sáng tiếng ha, nét chi tiết. Có vẻ như là theo em á, thì con Tech NT nó là 10 thì con Pioneer nó 9 thôi cả nhà. Dạ, đó là cái cảm nhận của em. Hôm trước thì mình cũng có một cái clip so sánh giữa Tech NT505 và Lookman DA200 luôn ha. Dạ, thì cũng có luôn rồi. Thì các bác có thể nghe lại trên kênh của em. Còn hai con này thì như em đã báo giá với cả nhà mình ha, con Tech NT505 có giá là cùng với nó có khiển kèm theo ha, khiển và dây nguồn zin kèm theo 21 triệu cả nhà ha. Bác khách đã đổi qua con N70A rồi, bởi vì bác không quen sử dụng điện thoại, không quen sử dụng app. Rồi còn con Pioneer N70A thùng xốp này thì có giá là 22 triệu 500 ngàn, 22 triệu 500 ngàn cả nhà ha. Con này nó có một cái lưu ý là ngay cái chỗ này thì nó màu đen cả nhà ha, nó màu đen đó. Rồi giá em mua được tốt thì em bán tốt cả nhà ha. Dạ rồi, nếu mà bình thường thì 23-24 triệu gì đó, 23 triệu cả nhà ha. Nhưng con này thì em đẹp keng, 23 triệu 500 ngàn, mua được giá tốt, bán tốt cho cả nhà mình. Rồi em ship hàng toàn quốc ha, cả nhà mình cứ chuyển khoản đủ cho em thì em sẽ miễn phí ship, đặt cọc 15% giá trị máy, nhận hàng trả tiền thì em không bao ship ha. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong các clip sau ạ.